Chiều 19 tháng 6, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Dịp này, đoàn đã đến thăm tặng hoa chúc mừng văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành hỗ trợ tỉnh trong công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, cũng như phản ánh các vấn đề có tính định hướng dư luận xã hội. Nhờ đó, các thông tin được lan tỏa kịp thời, chính xác đến người dân và doanh nghiệp. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh cũng mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục gắn bó, hỗ trợ các doanh nghiệp nhiều hơn nữa trong tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nói chung và thành tựu định hướng phát triển của tỉnh nói riêng.